Cậu, con gì? Phước lắm á nha. Không lo mà hưởng phước hả? Cái suối nó bỏ cậu á. Đi. Cô ấy có phước á thì đúng hơn. Cậu á. Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa. Mình đi đi. Năm mươi tuổi rồi mà ăn mặc không ra cái thể thống gì. Không ngờ hôm nay em lại chủ động hẹn anh. Em nghĩ mình cần nói rõ, kẻo để phí thời gian của anh. Thời gian anh dành cho em không thể gọi là phí. Anh đừng có như vậy. Anh từng nói sẽ chờ em suy nghĩ lại, nhưng sẽ không có chuyện đó. Tình yêu em đối với Triều là mãi mãi. Em đừng chắc chắn mọi chuyện như vậy. Đây là tình cảm của bản thân, nên em có thể khẳng định. Làm sao có thể không yêu một người mà người đó luôn vì mình để thay đổi tốt hơn lên. Làm sao có thể không yêu người đó khi anh ấy luôn làm mọi chuyện để xứng đáng với tình yêu của mình đang có. Anh ấy luôn muốn mình phải thật hãnh diện khi sánh bước bên anh. Triều không hơn anh trong mọi việc, trong nhiều phương diện, nhưng anh ấy biết cách nuôi dưỡng tình yêu. Anh dặn dò cái danh sách đi xa, mà anh đi đâu? Có lẽ sắp tới á, anh sẽ đi dạy học lại. Dạy học? Ánh mắt rạng ngời và lời lẽ cương quyết đó của em, anh biết mình là người thua cuộc. Và người được em yêu bằng tất cả tâm hồn chắc chắn sẽ là người tốt. Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ? Dĩ nhiên. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi yêu nhau rồi. Khi ơi, nhận mình lâu lắm rồi bọn đồ thấy cũng trẻ trung đó chứ. Có cái quần là hơi không được rộng lắm. Sao vô phòng không chịu gõ cửa? Cửa mở sẵn ba. Còn nhằn cái bộ đồ của ba mặc á, đẹp thiệt, trẻ hơn 20 tuổi luôn. Cười cái gì? Có cái quần là không vừa thôi. Trả cho con nè. Tiếp. Thằng. Chứ cũng ráng chứ cũng được. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm trời. Thôi, bỏ ra ngoài che là được. Ba và mẹ anh hết giận nhau chưa? Sao tự nhiên lại cười? Anh nhớ lúc sáng á, ba anh mặc quần jean nè, áo bùn, nhìn phong cách cái này hip hop. Trời, thật đó hả? Chắc là tại ba anh muốn thay đổi hình tượng đó mà, để lấy lại trái tim của má. Sau bao nhiêu năm á, không biết trân trọng, đến khi có cứu giảng mới sợ mất. Đàn ông thường hay như vậy đó. Chạy đi anh.
Anh biết em thất vọng về thái độ của anh, nhưng anh đã... Em đã thử đặt mình vào vị trí của anh rồi. Em biết anh rất là khó xử. Thôi thì tùy duyên vậy. Anh không bỏ em được đâu. Không bao giờ. Em nghĩ nếu như chúng ta không đi đến đích của cuộc tình này thì chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Em à, anh dứt khoát sẽ nói chuyện này. Anh không muốn để mất em rồi anh mới hối tiếc. Cảm ơn anh. Ai ngồi dậy đi con. Mày uống thuốc nè. Yếu mà mày đặt đi dầm mưa nữa. Uống thêm miếng nước nữa vô, nhiều nước vô con. Rồi. Bây giờ nói cho mẹ nghe coi nè. Hôm qua con kêu bác Hùng chở con đi đâu? Là bí mật không phải nói ra. Nè, con cái là không có được bí mật với ba mẹ, nghe chưa? Nhưng mà bác Hùng nói ai cũng phải có những bí mật, sống để bụng chết thì mang theo. Đừng có nghe lời ông đó nói bậy. Bây giờ con nghe lời mẹ hay là nghe lời bác Hùng? Ai nói đúng nghe. Ăn cháo đi con. Ủa, bác Hùng bác bưng tô gì vậy? Cháo bò viên, bác mua cho con đó, còn nóng con ăn đi cho giải cảm. Thôi không có mượn, tôi cảm ơn, tôi chiên cơm cho con tôi ăn rồi. Trời đất ơi, con nhỏ nó đang bị bệnh trong người mà cứ cho ăn cơm chiên hoài, muốn nó tắt tiếng luôn hả? Ông hay quá ha, con tôi thích ăn cơm chiên. Nhưng mà hôm nay con thích ăn cháo. Cảm ơn bác Hùng. Thấy chưa? Nhỏ này, không nhà dạy chợ. Thích cái gì thì thích chứ. Cũng phải biết tùy theo cái hoàn cảnh, cái thời gian, cái tâm trạng của nó có phù hợp với mình không. Chứ đâu phải thích cái bám sát lấy nó, mặc kệ cho nó làm tổn hại đến mình. Nói gì vậy? Nó bóng mà cũng không hiểu nữa hả? Mệt quá, tôi không thích bóng gió gì trơn. Có gì nói quýt tuẹt cái đi. Ở đây có con nít, không có quýt tuẹt được. Bác và mẹ cứ nói thật tẹt ra đi, con không nghe đâu. Hồi trưa mấy đi ăn cái gì có vui không? Vui lắm con. Không ngờ lên hàng năm rồi mà vui vẻ trẻ trung quá trời. Còn mấy người đó xúm nhau chọc ghẹo má nữa chứ. Mà có cái ông kia kìa. Ông cứ đi theo má, xin địa chỉ email để gửi thư. Mà má nói với ông là không có biết địa chỉ làm cái gì về máy vi tính hết trơn á, mà ông dứt khoát là ông không chịu tin. Má đúng là lạc hậu quá trời. Má để con dạy cho má cách lên mạng. Khi lên mạng má chỉ cần ngồi ở nhà mà má có thể giao tiếp trực tiếp với tất cả bạn bè trên thế giới luôn. Thật là thú vị vậy không con? Tôi muốn uống trà. Ba để con vô con pha cho. Thôi khỏi. Lớn rồi là cô giáo nữa thì phải biết phân biệt đúng hay sai. Không có con cái nào mà đi dạy hư mẹ mình hết trơn á. Anh nói kỳ vậy? Cái gì kỳ? Lên mạng hẹn hò với trai không phải kỳ hả? Nè Thư, má thấy lên mạng gì chắc cũng phức tạp lắm á. Thôi má có số điện thoại, để má gọi trực tiếp luôn, tiện hơn ha. Cô dám? Con thấy má nói đúng đó bà. Đàn bà nhà này đúng là không biết. Làm gì ngồi hút thuốc hoài vậy? Đi hút thuốc là có hại cho sức khỏe không? Định hại tôi hại mấy Ngọc luôn hả? Biết mấy giờ rồi không còn đợi gì nữa? Đợi gì? Đợi đuổi á. Đi qua nhà người ta ngồi lì ra hoài mặt trai vậy? Người ta đẹp trai không bằng tôi trai mặt. Người ta là ai? Người ta là ai thì cô tự biết. Tôi không biết. Vậy tôi nói quịch tẹt ra luôn nè.
thấy cái mặt thằng Chả cái là thôi, cái thằng cha mà cho cô quà đó, thấy cái mặt người ta cái tự nhiên cái mặt cô tươi rồi rối lên vậy à. Thôi à nha, tôi đã nhịn rồi à nha, đừng làm tới à. Tôi lo là lo cho cô á. Tôi không cần, tôi là phải nít đâu mà sợ bị người ta dụ. Nói hay lắm mà. Mà sao? Chả mà tới đây nữa tôi quýnh á. Anh dám? Anh mà làm quá hả? Tôi hẹn anh đi chỗ khác. Cô dám? Alo, tôi là chồng của Hảo được không? Ai vậy? Cha là tôi nói cái dạ tắt máy luôn. Dù duyên cái ớn. Vậy đi. Hà vậy mà được Hảo. Ngứa nha. Sức vô là con hết ngứa nha. Hết ngứa chưa? Hết à? Đâu rồi, còn chỗ nào nữa không? Chỉ mình coi. Đây hả? Đây hả? Đây hả? Sao nhiều chỗ ngứa quá vậy? Hết ngứa chưa? Tay có không? Cho cái tay có bị không? Đâu? Đây nè. Nè, đỏ đỏ ngứa nè. Nè. Khoan bánh đi, khoan bánh đi. Hôm nay tao đến tao cho mày bài học. Mày dám giật chồng tao hả? Chị làm ơn đi, em nhân sinh chị mà. Chị ơi, chị đừng có đụng đến con em mà. Làm ơn đi mà, chị ơi, tôi không quan. Tao bóp cổ cho mày chết à. Đi ra khỏi nhà. Chị làm ơn đi mà. Em xin lỗi chị mà, nhưng mà em không có biết. Thật sự em không biết là anh cãi có vợ rồi. Chị làm ơn đi. Tại vì anh nói với em á là chị làm ơn đi mà chị. Ông mà anh muốn rồi á thì nó nói cái gì mà không được. Nhà đầy đủ tiện nghi quá ha. TV, tủ lạnh, có đi luôn. Đi ra khỏi. Tôi đi, đừng đuổi. Ông phải trả giá những cái chuyện mà ông đã làm cho tôi. Hello. Mình làm gì ạ? Mình có chuyện muốn nói với Còn chừng 10 ngày nữa là xong, tôi chọn ngày khai trương rồi. Vất vả cho cô quá, nhưng tôi không có rành ba cái chuyện này nên mới nhờ cô giúp. Có sao đâu, nghề của tôi mà. Đáng ghét. Nói mình mê trai, ổng thì mê gái. Mở miệng ra lúc nào cũng nói là thương tôi ha. Chị Hảo đang giờ mình kìa. Thiệt hả? Mắt bốc lửa luôn. Cho cổ biết thế nào là ghen. Ừ? Anh chưa nói cho chị biết hả? Chưa.
bí mật đến phút cuối cùng. Gặp cái đẹp là mắt mày sáng rỡ lên. Mai mốt á, có qua đây mà quỳ xuống chân tôi hả? Tôi không thèm. Chiều nay gặp nhau có gì đặc biệt không anh? Ăn mừng gặp nhau rồi mới nói. Bài đặt bí mật nữa. Trời ơi, ông nội này giờ giàu dữ vậy ta. Nếu mà như vậy là dư sức lo cho tương lai mấy Ngọc con mình rồi. Vậy thì mình phải bỏ lòng tự trọng mình đi chứ. Mình đi đâu ăn anh? Những nơi nào em thích. Em chọn hả? Nhưng mà chuyện anh sắp nói có làm cho em vui không? Có lẽ sẽ không làm em vui, nhưng điều đó sẽ tốt cho hai chúng ta hơn. Thôi, anh đi lấy xe nha. Dạ. Alo, Tiến hả? Làm sao? Được rồi, máy vô liền. Thư à, má, có chuyện gì con thấy má lo lắng quá vậy? Anh con bị người ta chém, nhưng Trang nó đỡ cho, hiện giờ đang nằm phòng cấp cứu, nó phải vô với anh con liền. Vậy má. Má để con chở mới đi luôn nha. Ừ. Lên ngựa. Rồi. Không rồi. 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 Cái gì mà gọi không gọi, không gọi rồi gọi. Già rồi bài đặt chơi bới hoa rồi nữa. Tôi già, hãy kệ tôi. Mặc dù tôi không có còn trẻ như người ta, nhưng mà không phải tôi bị ế ha. Có một người đàn ông rất là giàu có đang còn đeo đuổi tôi. Tôi phải ngồi tôi suy nghĩ. Cho nên là để coi thì tôi có cần phải cho người ta một cuộc hẹn không, hiểu không? Nên. Nhưng tôi sợ khi người ta gặp cô rồi, cái người ta dở mộng, người ta trốn luôn á. Lúc đó cô đừng có quay lại năn nỉ tôi nha. Mơ. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Một người đàn ông vừa giàu có, vừa coi như là đẹp trai nữa, đeo đuổi tôi, mê tôi. Nè, đừng có tự ái rồi làm tầm bậy đi. Vợ người ta ghen dữ lắm đó. Lần này mà đụng tới tôi thí mạng luôn. Thank you.
Sao rồi? Ngủ đây ngủ. Vết thương của Trang có nặng lắm không? Chỉ bị phần mềm, nhưng mà máu chảy nhiều. Vì vết thương đó, bị chém hơi sâu. Ủa anh, mà chỉ ngủ từ lúc đó tới giờ luôn đó hả? Ừ. Có lẽ là ảnh hưởng của thuốc mê. Má thấy con mệt mỏi lắm rồi. Hay là về nhà nghỉ ngơi đi, để má ở đây với Trang được rồi. Không được đâu má. Sao vậy? Con sợ lúc Trang tỉnh lại không thấy con, cậu lại khóc. Lúc nãy cậu sợ con đi, cậu nắm tay con suốt. Làm sao mình bỏ chỉ được chứ? Hai người bị chém chính là con. Cái ơn cái nghĩa này làm sao mà con trả nổi. Con nói gì kỳ vậy Tiết? Khi người ta yêu nhau thì có thể sẵn sàng hy sinh vì nhau. Không có được nói vậy. Nhưng hôm nay con định nói lời chia tay với Trang. Sao? Giờ ông muốn gặp tôi gì đúng không? Tôi có gì phải tránh mặt ông hết trơn á. Rồi vậy tí đồng hồ nữa gặp nhau. Vậy đi. Cho ly trà đá. Không bán. Ly phê đá. Không bán. Ly phê sữa đá. Tôi nói không có bán, dẹp quá nghỉ. Thái độ đối xử khách hàng vậy hả? Ừ tôi vậy á. Làm ăn mua bán mà làm ăn có ngày cà phê cà pháo. Hiểu rồi. Thư. Dạ. Con về lo cơm nước cho ba đi. Rồi nói với ba là chị Trang không có sao. Dạ. Vậy thôi má ở lại với anh con về trước. Ừ. Em về nha. Ừ. À. Mà khi nào chị Trang tỉnh lại á, anh nhớ nói với chị là em có vô thăm chị nha. Anh hai nè. Lần này có bộ anh Lâm vừa ngỡ cục rồi đó. Nói bậy không à. Đi về đi. Dạ thôi con về. Giờ con tính sao? Con chưa biết tính sao nữa. Trang vì con á mà cổ hy sinh cả tính mạng của mình. Không biết nói sao đây. Chẳng lẽ anh cảm ơn em, nhưng anh phải chia tay với em. Nhưng con cũng không thể nào trả ơn bằng cách là tiếp tục yêu Trang. Nếu làm như vậy thì không công bằng cho cả Trang và Châu nữa. Như số phận muốn thử thách con vào trong. Ờ, thôi chết. Hôm nay con có hẹn với Châu là đi ăn mừng. Nhưng không ngờ. Ăn mừng chuyện gì? Ăn mừng vì con đã dứt khoát chia tay với Trang. Alo. Cuối cùng anh cũng chịu gọi.
Có chuyện như vậy sao? Tiến à? Dạ. Chắc Trang không sao đâu. Con mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Má đây với Trang được rồi. Con sợ má mệt. Má không sao, má đâu phải là bà già đâu. Ha? Thôi về nhà nghỉ ngơi nha. Dạ, con đi nha. Ừ. Anh Tiến, đừng bỏ em. Đừng mà. Anh đây. Em nằm quay lưng lại. Coi chừng đụng vết thương á. Đừng bỏ em. Anh đây. Anh không đi đâu hết. Mỗi ngày nào trên bến sông vắng, trời mưa muôn đơn lẻ thuyền đò. Mai hẹn tôi ra làm gì đây? Không. Thật ra anh có nhiều điều muốn nói với em. Nay sư tử nhà anh cho anh đi rồi hả? Bà vợ cũ anh luôn bị dằn vặt vì năm xưa đã đối xử tệ với em. Trời ơi, nghe em nói ớn quá, nổi da gà luôn, xúc động quá. Em được có như vậy mà hảo. Con người mà ai có lúc cũng sai lầm. Em hãy rộng lượng mà bỏ qua chuyện cũ. Con bà em lâu nay vẫn khỏe chứ? Thôi, nói gì nói đại đi. Cái chuyện nghe thấy ớn quá. Hảo, em hãy cho anh một cơ hội đi Hảo. Chị Trang cứ đeo cứng anh Tiến không cho về. Con nghĩ chỉ làm ra dễ tội nghiệp thôi á. Con đừng có thành kiến với lại Trang nhiều quá được không? Con người chị Trang sao má cũng hiểu rõ mà. Nhưng nó dám liều thân vì người mình yêu. Con nói thiệt với má, cái nhát dao đó chỉ tình cờ trúng chỉ, chưa chắc gì là chị đỡ đâu. Đáng lẽ anh Tiến á phải dứt khoát từ đầu, để tới bây giờ mọi chuyện thật càng thêm khó. Nhưng Tiến nó đâu còn yêu Trang đâu. Cô mới nói cái gì vậy? Đứa con gái nó vừa cứu con cô đó. Nếu như anh Tiến bị đâm thì cũng chưa chắc gì đã chết. Con im đi. Cô dạy con mấy bạc chứ là người có ơn nó hay sao? Luân lý đạo đức ở đâu? Ngày xưa người ta vì nghĩa có thể bất chấp mạng sống. Ngày nay vì tình người ta có thể chà đạp lên đạo nghĩa hay sao? Thằng Tiến phải lấy con Trang để trả ơn cứu mẹ. Từ tử hình xuống chung thân, nhưng có lẽ anh Tiến thà chết còn hơn. Hừ. Hảo, cho anh một cơ hội đi Hảo. Hảo, biểu môn tay tôi là vợ tôi là anh. Ủa, anh làm gì đây? Tình cờ đi uống nước với bạn. Nó là cái gì của em mà nó dám nắm tay nắm chân em hả? Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Tại sao anh dám nhận vợ của tôi là vợ của anh? Mà anh chỉ là người chửi xe trong xóm thôi mà. Gì? Tụi điên hết trơn rồi, điên hết trơn rồi, điên hết trơn rồi. Bà nói ông á. Hảo, hảo.
tính tiền bàn tôi luôn. Tính em thông cảm cho anh. Bản thân anh vẫn thấy ái nái. Cô ấy nói gì anh mà anh tin? Cô ấy đã tỉnh dậy, anh gọi em sau nha. Anh tin? Anh đây. Anh đừng có bỏ em nha. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Em muốn sửa không? Anh pha nha. Không. Hồi nãy em mơ. Em mơ gì? Em mơ thấy em và anh đến một nơi lạ lắm. Anh bỏ em đem. Anh ơi, em sợ lắm. Sợ quá. Đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng mà có phải đó là điềm báo? Không có anh, em sống không có nổi. Đừng khóc. Vết thương mãi mãi đó. Đừng có để chấn động. Hứa với em nha, đừng bỏ em. Anh hứa. Suốt ngày sao anh cứ đeo bám theo phá đám tôi hoài vậy? Cái thằng cha đó có hơn gì tôi không? Sống hơn, đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Nhưng không có yêu cô bằng tôi. Sao? Nói mà không biết ngượng. Anh có nói y chang vậy với nhỏ kia không? Con nhỏ nào? Nhỏ nào tự anh biết đi. Mẹ lên cãi với bác Hồng đó. Bác làm con thức giấc hả con? Tục tâu. Con sợ người lớn cãi nhau lắm. Mẹ đâu có cãi đâu. Mà tại gì á? Tại tôi chứ gì. Thôi được, tôi về. Từ nay về sau bác sẽ nhịn mẹ con. Cảm ơn ngang. Không có chi. Mẹ đừng làm bác Hùng buồn nữa. Nguyễn Ngọc nè, nếu mà bây giờ ba của con về đây rồi lo cho mẹ con mình cuộc sống đàng hoàng đầy đủ, con có chịu không? Ba có vợ khác rồi mà. Má ơi! Má! Ơi! Nấu gì mà thơm vậy? Má nấu cháo gà, đem vô cho chị Trang. Hôm nay con có đi dạy không? Dạ có, lát con chở má vô bệnh viện xong rồi con đi dạy luôn. Không biết anh con giải quyết chuyện này ra sao nữa, sao mà má lo quá trời à? Má! Gì? Cho ăn cháo ké chứ. Ra mời ba ăn sáng luôn đi. Dạ. Con thấy trong người sao? Dạ cũng còn đau nhức chứ lắm. Làm phiền bác vào thăm, cháu ngại quá. Con đừng có nói vậy mà. Con đã cứu con trai của bác. Bác mang ơn trả không hết. Hy sinh cho người mình yêu là chuyện bình thường mà bác. Bác phải nói cho thằng Tiến nghe lại câu này mới được. Để cho nó thức tỉnh. Ý của bác là... Ai vậy? Ủa, em à? Thì ra anh đi vô đây. À. Dạ cháu. Mới sáng sớm mà hai bác vào thăm con. Bác có nấu miếng cháo. Cháu ráng ăn nha. Hai bác thương con quá. À, thằng Tiến đâu con? Dạ, anh nói về nhà thay đồ đi làm. Cái thằng con bị như vậy mà nó còn không dành một chút thời giờ chăm sóc cho con. Được, bác về bác nói chuyện với nó. Em ở đây nha. Ừ. Bác về nha con.
Trang sao rồi anh? Đã từng tao nói chuyện, vết thương á thì là hơi sâu, nhưng mà chỉ bị phần mềm thôi. Em có nên về thăm cổ hay không? Anh có ý kiến như thế này. Cháu ngồi dậy uống miếng sữa nha. Ba cháu đã biết chuyện này chưa? Ba cháu đang dự hội nghị ở Singapore. Chiều nay ba mới về. Chắc là ba cháu trách tiếng dữ lắm. Không đâu, ba cháu thương anh Tiến còn hơn cháu nữa. Ba cháu coi anh như con rể. Đó là lối thoát tốt nhất, nhưng mà hơi cực cho em. Không sao, em nghĩ đó cũng là vì bản thân em thôi. Mời ngàn. Ủa chị Hảo. Chuyện gì? Chị thấy anh Hùng đâu không chị? Tôi đâu phải quản lý của ông đâu, hỏi tôi. Cái anh này kỳ ghê á, hẹn mình đi đâu không biết nữa. Gọi điện thoại di động cho ổng đi. Em gọi rồi, mà ngoài vùng phủ sống. Có gì chị nói lại với ảnh á, là em hẹn ở chỗ cũ nha. Chị nói vậy là ảnh hiểu à. Tôi gặp rồi tôi nhắn. Em cảm ơn chị. Bà gái, chồng mới vừa đi khỏi cái là dẹo trai ra mặt luôn. Xong rồi kiếm ông Hùng hỏi mình có ý gì đây. Ý nó là khoe với tôi là phỏng tay trên của tôi á. Hơi khó à. Châu sẽ thay anh chăm sóc cho em. Không còn đâu, Châu không phải đi làm. Nghỉ rồi, không sao đâu. Nhưng mà anh đã hứa. Em biết mà, anh bận lắm. Hôm nay anh có 5 ca mổ. Nếu như mà Châu chăm sóc cho em á, thì anh sẽ an tâm hơn. Tùy anh thôi. Em có chuyện này muốn hỏi anh. Anh phải nói thiệt với em nha. Chuyện gì? Vết thương của em không sao chứ? Không sao đâu, em chỉ bị phần mềm. Nhưng mà tới giờ em cũng không có cảm giác. Chân của em không có cảm giác. Ủa, bị thương ở lưng sao lại ảnh hưởng tới chân? Em không có nói láo.